Chào mừng các con đã đến với tiết học trực tuyến môn tự nhiên xã hội. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 15, vệ sinh thần kinh. Để tiết học ngày hôm nay của cô trò ta đạt được hiệu quả tốt nhất, các con cần ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng và yên tĩnh. Tư thế ngồi học phải ngay ngắn và tập trung nghe cô giảng bài nhé. Các con hãy chuẩn bị cho cô một sách giáo khoa tự nhiên xã hội lớp 3, vở và bút để cùng cô bắt đầu vào tiết học. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là tìm hiểu những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan thần kinh. Hoạt động thứ hai là tìm hiểu về trạng thái tốt cho hệ thần kinh. Và hoạt động thứ ba, tìm hiểu những đồ ăn thức uống tốt cho hệ thần kinh. Sau đây, cô và các con hãy cùng đi đến hoạt động 1 nhé. Hoạt động 1, những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan thần kinh. Sau đây, các con hãy quan sát các hình bên dưới và trả lời câu hỏi. 1. Theo con, việc làm nào là có lợi, việc làm nào là có hại đối với cơ quan thần kinh? 2. Vì sao con lại nghĩ như vậy? Dưới đây là 7 hình ảnh tương ứng với 7 hoạt động thường ngày của chúng ta. Các con hãy quan sát thật kỹ và dành ra 1 phút để lựa chọn được hoạt động nào là có lợi, hoạt động nào là có hại đối với cơ quan thần kinh. Các con hãy cầm bút lên và viết lại đáp án của mình vào vở. Hãy nhớ cho cô, mỗi một bức tranh dưới đây chúng ta sẽ trả lời đầy đủ 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, theo con việc làm này là có lợi hay có hại đối với cơ quan thần kinh? Câu hỏi thứ hai, vì sao con lại chọn như vậy? Và bây giờ, 1 phút của các con bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, các con đã hoàn thành câu trả lời cho 7 bức tranh chưa? Bây giờ cô và các con hãy cùng nhau đi kiểm tra đáp án nhé! Hình ảnh 1 là tranh vẽ bạn nhỏ đang ngủ. Các con ơi, câu trả lời cho hình ảnh này của các con là gì? Việc làm này là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì khi các con ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc, thì cơ thể của các con sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Bên cạnh đó, cơ quan thần kinh của chúng ta cũng sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn. Sau một ngày học tập và vui chơi, mệt mỏi thì các con hãy nhớ luôn ngủ đúng giờ và đủ giấc để nạp lại năng lượng và hấp thu thêm năng lượng cho ngày hôm sau chúng ta tràn đầy sức sống. Đối với các bạn nhỏ ở độ tuổi của chúng ta, thì các con hãy nhớ luôn ngủ trước 10 giờ đêm và mỗi giấc ngủ của chúng ta hãy ngủ đủ 8 tiếng để đạt được chất lượng giấc ngủ tốt nhất nhé. Hình ảnh thứ hai là tranh vẽ các bạn nhỏ đang chơi trên bãi biển. Việc làm này là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì khi các con vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời, các con sẽ nâng cao được sức khỏe của bản thân, đồng thời có được một tinh thần vui vẻ và sảng khoái. Từ đó, cơ quan thần kinh cũng sẽ được thư giãn và thoải mái. Sau mỗi học kỳ dài thì chúng ta cũng nên có những chuyến đi chơi như vậy để tiếp thêm năng lượng và lấy lại tinh thần đúng không nào? Có phải các con cũng đã được ba mẹ và nhà trường tổ chức cho tham gia những chuyến đi chơi như thế này không? Hình ảnh thứ ba là tranh vẽ một bạn nhỏ đọc sách. Nhưng các con hãy quan sát thật kỹ
vào góc phải của bức hình. Các con sẽ thấy cửa sổ bên ngoài đã là trời tối và đồng hồ thì đã chỉ 11 giờ đêm. Vậy việc đọc sách đến 11 giờ đêm như thế này là việc làm có hại đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì khi các con đọc sách khuya trong điều kiện không đủ ánh sáng, các con sẽ làm ảnh hưởng tới thị lực, có thể sẽ gây cận thị. Bên cạnh đó, việc thức khuya và đọc sách quá muộn như thế có thể sẽ khiến các con thiếu năng lượng cho ngày mới, giấc ngủ không được đảm bảo, lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta. Hình ảnh thứ tư là tranh vẽ một bạn nhỏ đang chơi trò chơi điện tử. Đây là hoạt động giải trí phổ biến của các con. Vậy thì đối với các con, hoạt động này là có lợi hay có hại đối với cơ quan thần kinh? Sẽ có một số bạn nói: cô ơi, việc này là việc có lợi, tại vì tụi con giải trí sau giờ học. Nhưng mà sẽ có một số bạn nói là đây là việc làm có hại đối với cơ quan thần kinh. Thật ra mà nói, việc làm này có hai hướng. Đây sẽ là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh nếu như các con chơi trong thời gian hợp lý. Thời gian hợp lý để chơi trò chơi điện tử là không quá một tiếng. Như vậy sẽ giúp các con luyện được phản xạ, cải thiện được tư duy và tăng thị lực. Các con nên lưu ý khi mình chơi điện tử, phải ngồi ở nơi có đầy đủ ánh sáng, tư thế ngồi thẳng và không để mắt quá gần màn hình. Và đây là một việc làm có hại đối với cơ quan thần kinh nếu như các con chơi quá lâu. Từ đó sẽ khiến các con mệt mỏi, ảnh hưởng tới thị lực và việc học tập của các con. Hình ảnh thứ 5 là tranh vẽ các bạn nhỏ đang xem biểu diễn văn nghệ. Việc làm này là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì khi mà các con xem những buổi diễn văn nghệ sẽ giúp các con giải trí nè, thần kinh của chúng ta sẽ được thư giãn và thoải mái. Nhưng cũng giống với những hoạt động vui chơi và giải trí ở trên chúng ta có, thì việc chơi trên bãi biển, chơi game, đọc sách hay tham gia xem các buổi biểu diễn văn nghệ, chúng ta hãy sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học tập và giải trí để có lợi đối với cơ quan thần kinh và cũng có lợi đối với sức khỏe của chúng ta nữa nhé. Hình ảnh thứ 6 là tranh vẽ bố mẹ đang chăm sóc một bạn nhỏ trước khi đi học. Việc làm này là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì khi các con cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc từ người thân thì các con sẽ có một cảm giác rất là vui vẻ và hạnh phúc. Từ đó, cơ quan thần kinh của các con cũng sẽ được thư giãn và thoải mái. Vậy, các con cũng hãy yêu thương, chăm lo và quan tâm bố mẹ bằng những hành động thật nhỏ, để bố mẹ chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương và bố mẹ chúng ta sẽ có một tinh thần thoải mái và hạnh phúc các con nhé. Tranh cuối cùng nào, hình ảnh số 7 là tranh vẽ một bạn nhỏ đang bị ba cầm roi đánh đòn. Bạn nhỏ này đã làm sai và bị ba dùng roi đánh đòn. Thực chất thì hành động này là một hành động có hại đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì thứ nhất, khi người ba dùng roi đánh đòn sẽ không mang lại hiệu quả giáo dục. Và thứ hai, khi bạn nhỏ bị đánh như vậy sẽ cảm thấy đau, sợ hãi và buồn bã, ảnh hưởng tới cơ quan thần kinh. Vậy là cô trò của chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1 rồi đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án một lần cuối nha. Những việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh là những việc làm ở tranh 1, tranh 2, tranh 5 và tranh 6. Những việc làm có hại đối với cơ quan thần kinh là những việc làm ở tranh 3, tranh 4 và tranh 7. Riêng đối với việc làm ở tranh số 4, đây sẽ là một việc làm có lợi đối với cơ quan thần kinh nếu như các con chơi game, chơi điện tử để thư giãn và giải trí không quá 1 tiếng đồng hồ một ngày, và để cải thiện tư duy, cải thiện thị lực và tăng khả năng phản xạ. Bây giờ cô và các con hãy cùng nhau tóm tắt lại những kiến thức mà chúng ta đã học được trong hoạt động này nha.
Nội dung chúng ta cần ghi nhớ: những việc làm như thế nào là có lợi cho cơ quan thần kinh? Những việc làm là có lợi cho cơ quan thần kinh, khi đó là những công việc giúp chúng ta thư giãn, thoải mái, đem lại cho chúng ta kiến thức bổ ích và niềm vui. Trạng thái sức khỏe nào là có lợi cho cơ quan thần kinh? Là khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Các em hãy nhớ, chúng ta làm việc nhưng cũng phải thư giãn để cơ quan thần kinh được nghỉ ngơi đầy đủ. Và khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, được yêu thương, chăm sóc, rất tốt cho cơ quan thần kinh. Nếu như chúng ta cảm thấy buồn bã, sợ hãi hay bị đau đớn, sẽ có hại đến với cơ quan thần kinh. Và sau đây, cô cùng các con hãy tiến vào hoạt động số 2, tìm hiểu về trạng thái tốt cho hệ thần kinh. Các con hãy quan sát 4 biểu cảm gương mặt bên dưới và cho cô biết trạng thái tinh thần nào dưới đây có hại đối với cơ quan thần kinh và tại sao. Chúng ta hãy cùng thay thế bằng 4 hình ảnh dễ thương hơn và rõ ràng hơn nha. Bây giờ các con đã có thể thấy dưới đây là 4 biểu cảm gương mặt về tức giận, vui vẻ, lo lắng và sợ hãi. Bây giờ hãy cùng dành ra 30 giây, cô cùng các con hãy biểu cảm lại gương mặt tương ứng với 4 trạng thái tinh thần này nha. Nào, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến với biểu cảm giận dữ nào. Và sau đây, biểu cảm số 2, chúng ta hãy biểu cảm vui vẻ nè. Các con hãy cười lên. Cười lên nè. Biểu cảm vui vẻ các con như thế nào nè. Rồi, bây giờ hãy đến với biểu cảm số 3 nè. Lo lắng nè. Lo lắng như thế nào nè. Và cuối cùng, biểu cảm số 4 nè. Sợ hãi nè. Chúng ta sợ hãi ra sao? Rồi, sau khi cô và các con cùng nhau mô tả lại 4 biểu cảm này thì các con hãy cho cô biết biểu cảm nào thì cơ mặt được giãn ra và biểu cảm nào thì cơ mặt chúng ta co lại. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết được là biểu cảm gương mặt số 1, 3 và 4 thì cơ mặt của chúng ta sẽ co lại. Như vậy biểu thị là tinh thần của chúng ta đang không được tốt, dẫn đến mệt mỏi nè, lo lắng nè, buồn phiền nè, tổn thương đến cơ quan thần kinh. Và biểu cảm số 2, vui vẻ, là biểu cảm mà cơ mặt của chúng ta được giãn ra, cho thấy tinh thần của chúng ta đang thoải mái, thư giãn, có lợi đối với cơ quan thần kinh. Như vậy thì chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi: trạng thái tinh thần nào là có hại đối với cơ quan thần kinh? Trạng thái tinh thần số 1, 3 và 4 tương ứng với tức giận, lo lắng, sợ hãi là trạng thái có hại đối với cơ quan thần kinh. Khi chúng ta tức giận, lo lắng, sợ hãi, cơ mặt co lại, biểu cảm tinh thần không tốt, dẫn đến ảnh hưởng và tổn thương đến cơ quan thần kinh. Vậy thì sau hoạt động này, các con hãy nhớ là chúng ta luôn vui vẻ và cố gắng giữ trạng thái tinh thần thật là tốt. Bên cạnh đó thì hãy giúp cho những người xung quanh chúng ta cũng được vui vẻ bằng việc lễ phép, vâng lời, thân thiện và hòa đồng các con nha. Tóm tắt lại kiến thức mà hoạt động 2 này mang lại cho chúng ta là gì? Các con hãy nhớ, chúng ta cần luôn vui vẻ với người khác. Điều đó có lợi cho cơ quan thần kinh của chính chúng ta và cho cả những người xung quanh. Sự tức giận, sợ hãi, lo lắng, thậm chí là buồn bã sẽ luôn không tốt đối với cơ quan thần kinh. Vì thế, chúng ta cần tạo ra không khí vui vẻ, biết giúp đỡ và chia sẻ niềm vui với bạn bè cũng như mọi người xung quanh. Và sau đây, cô cùng các con hãy đi đến hoạt động cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Hoạt động 3, tìm hiểu về các loại đồ ăn, thức uống tốt cho hệ thần kinh. Các con hãy cùng cô quan sát các hình bên dưới và sắp xếp vào nhóm thích hợp đối với cơ quan thần kinh. Ở đây, cô sẽ chia làm 2 nhóm.
nhóm có lợi và nhóm có hại. Chúng ta có 6 loại thực phẩm sau. Thứ nhất là cà phê. Đây là một loại đồ uống phổ biến ở Việt Nam chúng ta đúng không? Thứ hai là rượu bia. Rượu bia thì thường các con có thể thấy ở trong những buổi tiệc, những buổi liên hoan nè, chúc mừng nè, thì thường là người lớn họ sẽ hay uống rượu bia. Thứ ba là ma túy. Chất này thì có một số bạn sẽ không biết, lát nữa cô sẽ giải thích về ma túy sau nha. Tiếp theo là nước cam. Cái này thì quá quen thuộc đúng không nào? Mứt sen và thuốc lá. Các con hãy quan sát thật kỹ và suy nghĩ thật kỹ để phân loại 6 loại thực phẩm này vào hai cột thích hợp là có lợi hay có hại. Cô sẽ cho các con 1 phút để có thể đưa ra câu trả lời chính xác của mình nha. Nào bây giờ 1 phút của các con bắt đầu. Đã hết thời gian rồi và bây giờ cô cùng các con hãy phân tích 6 loại thực phẩm này và chúng ta xem luôn đáp án nha. Đầu tiên là cà phê. Cà phê là một chất gây hại đối với cơ quan thần kinh, bởi vì khi uống cà phê nó sẽ kích thích cơ quan thần kinh khiến cho chúng ta tỉnh táo nè và có thể gây đến mất ngủ. Vì vậy nó sẽ làm tổn hại đến cơ quan thần kinh. Ở lứa tuổi của các con thì chúng ta chưa nên sử dụng cà phê đâu nha. Vì vậy cho nên là nếu như có uống cà phê thì chúng ta cũng chỉ uống một ít với sữa nha, pha loãng thôi để chúng ta sử dụng. Tiếp theo là rượu bia. Rượu bia là một loại thực phẩm, thức uống có hại đối với cơ quan thần kinh. Bởi vì mặc dù là các con nhìn thấy thường ở trong các buổi tiệc và liên hoan, người ta sử dụng rượu bia như một loại nước uống để ăn mừng, nhưng mà khi uống quá nhiều rượu bia sẽ dẫn đến kích thích cơ quan thần kinh, gây ra cái hiện tượng là say rượu. Khi đó thì cơ quan thần kinh của chúng ta sẽ bị tổn hại, dẫn tới nhiều trường hợp như là nôn mửa nè, rồi các con có thể là té nè, ảnh hưởng nguy hiểm tới cơ thể nữa. Vì vậy cho nên là ở lứa tuổi này các con không nên uống rượu và bia. Tiếp đến là ma túy. Ma túy là một loại thực phẩm mà bị cấm ở nước của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì ma túy là một chất rất dễ gây nghiện, mà một khi đã nghiện rồi là rất khó để bỏ. Ma túy là một chất làm cho kích thích cơ quan thần kinh rất mạnh, nhiều khi là dẫn đến trường hợp là ảo giác nè, nôn mửa nè, và có những trường hợp là đã tử vong bởi vì sử dụng ma túy quá nhiều. Vì vậy cho nên là các con tuyệt đối phải tránh xa ma túy, không được thử sử dụng nha. Tiếp theo là nước cam. Nước cam là một chất thức uống có lợi đối với cơ quan thần kinh. Khi uống nước cam thì các con sẽ cảm thấy là chúng ta tiếp nhận thêm vitamin C nè, chất khoáng, chất xơ vào trong cơ thể, giúp cho chúng ta có một cái sức đề kháng tăng cường, một sức khỏe khỏe mạnh đúng không nào? Cho nên là nước cam có lợi đối với cơ quan thần kinh. Và tương tự như vậy thì mứt sen cũng là một loại thực phẩm có lợi đối với cơ quan thần kinh ha. Và cuối cùng là thuốc lá. Thuốc lá cũng giống như là cà phê, rượu bia và ma túy. Đây cũng là một chất khiến cho kích thích cơ quan thần kinh, gây tổn hại đến cơ quan thần kinh. Bởi vì như vậy cho nên là nếu như các con sử dụng vào, các con sẽ bị tổn hại tới cơ quan thần kinh rất là nhiều ha. Cho nên nếu như mà các con ở ngoài đường mà có nhìn thấy người ta hút thuốc thì các con cũng không nên bắt chước mà hút theo nghe không. Chúng ta phải tránh xa, và đặc biệt nữa là khói thuốc lá chúng ta cũng không nên ngửi thử, bởi vì người ngửi phải khói thuốc lá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều nha.
Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tổng kết lại. Những thực phẩm có lợi cho cơ quan thần kinh là nước cam và mứt sen. Những thực phẩm có hại đối với cơ quan thần kinh là cà phê, rượu bia, thuốc lá và ma túy. Vậy bây giờ cô và các con hãy cùng đi đến tổng kết nội dung bài học ngày hôm nay. Nội dung bài học ngày hôm nay như sau. Các con cần phải sống vui vẻ, ăn uống đủ chất và tập luyện điều độ để bảo vệ cho cơ quan thần kinh của chúng ta. Tuyệt đối là chúng ta tránh làm việc căng thẳng, mệt mỏi quá sức, lo nghĩ, buồn bực. Cần tránh xa những chất kích thích, gây nghiện, đặc biệt là thuốc lá và ma túy để bảo vệ được cho sức khỏe và cơ quan thần kinh. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã cùng với cô hoàn thành bài học ngày hôm nay. Chúc các con sẽ luôn luôn vui vẻ trong học tập. Và nhớ trong giai đoạn này, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, thực hiện nguyên tắc 5K và phòng chống dịch thật hiệu quả các con nha.